Lĩnh vực sành đồ si xin được kính chào quý chị. Ngày hôm nay nhà sành đồ si sẽ sale toàn bộ các sản phẩm quần jean đồng giá là 99k trên một sản phẩm bất kỳ, và khi mà quý chị mua từ 2 sản phẩm trở lên còn được free ship trên toàn quốc. Các bác ưng mã nào xin vui lòng liên hệ qua Zalo số điện thoại 0337707398 để nhà sành đồ si tư vấn và hỗ trợ đặt hàng cho mình. Thời gian làm việc của nhà sành đồ si là từ 8 giờ sáng đến 12 giờ trưa, buổi chiều sẽ bắt đầu từ 14 giờ cho đến 23 giờ tối. Và không để quý chị chúng ta phải đợi lâu nữa, ngay bây giờ chúng ta sẽ đến với sản phẩm đầu tiên trong buổi live ngày hôm nay. Lĩnh vực sản phẩm đầu tiên nhà sành đồ si giới thiệu đến quý chị là một con quần jean tông màu đen. Em này là thiết kế rách gối này, mã sản phẩm là D272, chiều dài là 110, bụng là 78, đùi là 25 và ống là 15. Size của chiếc này sẽ là size 29 cho quý chị chúng ta lựa chọn. Và về mặt form dáng, em này sẽ là một con quần form khá là ôm, mặc lên tương đối là gọn gàng. Bác nào mà yêu thích những cái dáng quần trông nó kiểu trẻ trung, nó kiểu nghịch kịch một chút thì các bác có thể lựa chọn cho mình chiếc này. Độ mới thì rất là cao, còn riêng về chất liệu thì quý chị chúng ta yên tâm, nó là chất jean dày dặn, độ bền rất là cao cho mình này, mã D272. Và ngày hôm nay nhà sành đồ si sẽ cố gắng lên các sản phẩm nhanh một chút để các bác có thể là theo dõi được nhiều các cái mặt hàng hơn. Toàn bộ các mặt hàng ngày hôm nay xấu đẹp thì nhà sành đồ si cũng sale đồng giá hết là 99k này. Em này tiếp theo thì sẽ là mã D273, chiều dài là 99, bụng là 82, đùi là 27 và ống là 16. Chiếc này thì là size 31. Em này thì độ mới cao và là một cái thiết kế quần rất là dễ mặc, dễ dùng cho quý anh chị. Về mặt chất liệu thì chiếc này nó cũng là một con quần jean chất mềm, mặc lên vô cùng là thoải mái, dễ chịu này. Tiếp theo chúng ta sẽ đến với một sản phẩm quần jean cũng là một con quần rất là đẹp trong phiên live ngày hôm nay. Em này thiết kế form dáng suông, mã sản phẩm sẽ là D274, chiều dài là 92, bụng là 84, đùi là 23 và ống là 20. Size của chiếc này là size 32 cho quý anh chị chúng ta lựa chọn. Bác nào thích những con quần tông sáng màu một chút thì nhanh tay chốt đơn cho mình hôm nay. Chiếc này thì độ mới cao và là một con quần rất là đẹp luôn, nó là chất jean mềm. Tiếp theo chúng ta sẽ đến với một sản phẩm cũng là quần jean tông màu xanh. Em này của mình có mã là D275, chiều dài là 100, bụng là 68, đùi là 21 và ống là 18. Size của chiếc này thì sẽ là size 25 cho các bác chúng ta lựa chọn. Em này size hơi nhỏ một chút này, tuy nhiên thì đây lại là một con quần hàng rất là đẹp, chất liệu thì dày dặn, độ mới lại còn rất là cao, nên là bác nào mà chúng ta vừa vặn với thông số của chiếc này thì nhanh tay là chốt đơn với nhà sành đồ si. Mọi cái thông tin của sản phẩm sành đồ si sẽ ghi lại phía bên tay trái màn hình, các bác có thể là nhấn nút dừng để chúng ta có thể là check lại một lần nữa cái thông số của sản phẩm, thì các bác chúng ta sẽ lựa ra những cái sản phẩm mà nó vừa vặn nhất với số đo của cơ thể. Tiếp theo chúng ta đến với một con quần jean tông khá là tối màu. Em này là chất jean mềm, mặc cực kỳ thoải mái luôn. Những cái con quần như này rất là dễ để cho các bác chúng ta phối đồ, vì nó đều là những cái sản phẩm mặt hàng rất là basic thôi. Mã sản phẩm thì sẽ là D276, chiều dài là 103, bụng là 72, đùi là 25 và ống là 16. Chiếc này thì là size 26 này. Tiếp theo chúng ta cùng đến với một con quần jean tông màu xanh. Chiếc này của mình thì cái phần gấu nó sẽ hơi loe nhẹ một chút. Mã sản phẩm là D277, chiều dài là 90, bụng là 68, đùi là 24 và ống là 23. Size của chiếc này thì sẽ là size 24. Em này thì độ mới cao, đây là một con quần rất là đẹp luôn, có điều là size hơi nhỏ một chút, nên là các bác nào chúng ta thường mặc quần khoảng size 24 hoặc là các bác vừa vặn với những cái thông số của sản phẩm thì nhanh tay chốt đơn em này. Cam kết với quý chị là các bác nhận hàng em này để các bác rất là ưng ý sản phẩm. Tiếp theo chúng ta sẽ đến với một con quần jean tông khá là sáng màu. Em này thì là thiết kế có rách gối này, về mặt form dáng thì nó là thiết kế form dáng suông, mã sản phẩm là D278, chiều dài là 95, bụng là 90, đùi là 32 và ống là 20. Chiếc này sẽ là size 35 cho quý chị chúng ta lựa chọn, cũng là một con quần thích hợp để các bác chúng ta sử dụng mặc hàng ngày. Mình cùng đến với sản phẩm tiếp nha. Em này của mình là một thiết kế quần tông màu xanh nhạt. Chiếc này có mã là D279, chiều dài là 90, bụng là 96, đùi là 26 và ống là 17. Size của sản phẩm sẽ là size 38. Về mặt form dáng thì chiếc này sẽ có một cái độ ôm nhẹ một chút, cũng là một cái sản phẩm quần rất là basic để quý chị chúng ta có thể sử dụng mặc đi làm hàng ngày. Còn riêng về chất jean thì các bạn yên tâm, toàn bộ các sản phẩm ngày nay chất rất là đẹp luôn. Mã hàng tiếp theo chúng ta đến với mã D280, chiều dài là 109, bụng là 86, đùi là 26 và ống là 17. Chiếc này thì sẽ là size 33. Em này thì sẽ là một con quần form khá là ôm đó, và nó cũng là một cái sản phẩm quần có độ mới cao. Và chúng ta sẽ đến với sản phẩm tiếp theo trong phiên live ngày hôm nay. Sản phẩm này của mình thì sẽ là một sản phẩm quần với cái tông khá là sáng màu. Em này nó hơi bị bẩn một chút này, nhà sành đồ si cũng không rõ là nó có thể là xử lý được hay không, nên là quý chị nào mà chúng ta thích cái chiếc này thì có thể là về chúng ta xử lý giúp nhà sành đồ si cái vấn đề này. Mã sản phẩm thì sẽ là D281, chiều dài là 102, bụng là 82,
32, đùi là 27 và ống là 17. Size của chiếc này thì sẽ là size 31 cho các bác chúng ta lựa chọn. Và tiếp theo mình cùng đến với một con quần jean, cũng là một thiết kế quần jean chất mềm để các bác có thể là chúng ta mặc lên nó được thoải mái dễ chịu. Em này của mình có mã là D282, chiều dài là 93, bụng là 84, đùi là 29 và ống là 19. Về size số thì sản phẩm này của mình có size là size 32. Bác nào thường mặc size 32, yêu thích sản phẩm này thì nhanh tay là chốt đơn với nhà sành Lucy. Tiếp theo chúng ta sẽ đến với một con quần jean tông màu đen. Em này thì là một sản phẩm chính hãng của thương hiệu Uniqlo. Về mặt form dáng thì sản phẩm này của mình cũng là một con quần khá là ôm. Chất liệu thì là chất đẹp này, hàng co giãn dày dặn rất là tốt luôn. Mã sản phẩm thì sẽ là D283, chiều dài là 95, bụng là 96, đùi là 26 và ống là 16. Size của chiếc này sẽ là size 38 cho quý anh chị chúng ta lựa chọn. Bác nào mà chúng ta thường xuyên sử dụng các dòng bộ và quần áo của nhà Uniqlo thì quý anh chị chúng ta cũng biết là cái thương hiệu này, các cái sản phẩm của họ chất lượng như thế nào rồi. Đó là cái sản phẩm này của mình có mã là D283. Tiếp theo chúng ta sẽ đến với một sản phẩm quần jean tông khá là tối màu. Chiếc này thì sẽ rất là dễ để các bác chúng ta phối đồ. Mã sản phẩm là D284, chiều dài là 109, bụng là 86, đùi là 28 và ống là 16. Em này thì sẽ là size 33 này, một con quần rất là cơ bản. Ở với thiết kế là tông màu xanh đậm, với sản phẩm này thì các bác mặc hàng ngày, mặc đi chơi đi làm đều rất là ok. Tiếp theo chúng ta sẽ đến với một sản phẩm quần jean form khá là ôm. Em này thì nó là một sản phẩm còn rất là mới luôn, cái phần khuyết này còn chưa cắt. Đó, các bác thấy là cái sản phẩm này độ mới cực kỳ cao. Mã sản phẩm của mình là D285, chiều dài là 95, bụng là 72, đùi là 21 và ống là 14. Và size của chiếc này thì sẽ là size 26 cho các bác chúng ta lựa chọn. Mà sau còn nguyên các mã này, bác nào thường mặc quần này, quần size 26 thì nhanh tay là chốt đơn chiếc này cho mình. Tiếp theo chúng ta sẽ đến với một sản phẩm quần chính hãng của thương hiệu Edwin. Em này là một con quần rất là dày dặn luôn, form suông ống rộng. Với sản phẩm này thì mặc lên nó sẽ rất là chuẩn chỉnh form dáng cho các bác này. Mã sản phẩm sẽ là D286, chiều dài là 105, bụng là 84, đùi là 24. Với sản phẩm này thì quý chị chúng ta thử mặc quần size 32 là có thể mặc vừa rồi. Em này là một con quần rất là chất lượng luôn, chất jean dày dặn, hàng không có giãn, các bác sặc sụ thoải mái cho mình, không lo chất liệu bị bài bị nhão. Và tiếp theo mình đến với một con quần của nhà Wrangler. Em này của mình cũng là một cái sản phẩm rất là đẹp trong phiên live ngày hôm nay. Mã sản phẩm sẽ là D287, chiều dài sẽ là 111, bụng là 82, đùi là 29 và ống là 20. Chiếc này là size 32. Wrangler thì cũng là một cái thương hiệu thời trang rất là nổi tiếng, cực kỳ có tên tuổi của Mỹ, nên là các bác hoàn toàn yên tâm khi mà chúng ta lựa chọn các cái sản phẩm đến từ thương hiệu Wrangler. Đặc biệt chiếc này thì độ mới còn rất là cao, nên là các bác chúng ta cũng nhanh tay liên hệ chốt đơn với nhà sành Lucy. Tiếp theo mình cùng đến với một con quần chính hãng của nhà Uniqlo. Em này là một sản phẩm quần jean Nhật này, chất rất là đẹp, rất là mềm luôn. Mã sản phẩm là D288, chiều dài là 98, bụng là 74, đùi là 26 và ống là 15. Size của chiếc này sẽ là size 27 cho các bác chúng ta lựa chọn. Cái phần cạp của chiếc này nó là cạp có độ chun giãn, nên là các bác chúng ta mặc lên em này nó rất là thoải mái luôn. Và về mặt form dáng thì đây cũng là một con quần form khá là ôm, mã D288. Tiếp theo mình cùng đến với một sản phẩm quần, cái tông màu của nó sẽ kiểu là màu hơi loang một chút. Cái màu này thì nó lại rất là thời trang này. Mã sản phẩm là D289, chiều dài là 107, bụng là 68, đùi là 24 và ống là 16. Em này thì các bác chúng ta thường mặc quần khoảng size 24-25 thì các bác có thể mặc vừa. Chiếc này thì hàng rất là đẹp luôn, độ mới cao và chất liệu của mình cũng là chất jean dày dặn, hàng không co giãn này. Mã sản phẩm là D289. Tiếp theo chúng ta sẽ cùng đến với một con quần của thương hiệu Levi's. Em này thì cái tông màu khá là tươi sáng, với những cái con quần như này các bác mặc rất là trẻ luôn. Còn về form dáng thì sản phẩm này là thiết kế form suông ống khá là rộng. Nó sẽ là cái form ống đứng, cái form ống không bị quá rộng cũng không quá ôm. Đó, và mã sản phẩm thì sẽ là D290, chiều dài sản phẩm là 104, bụng là 82, đùi là 28 và ống là 20. Sản phẩm này thích hợp cho quý chị nào chúng ta thường mặc quần size 31 thì các bạn có thể lựa chọn chiếc này cho mình. Tiếp theo chúng ta sẽ đến với một con quần jean với thiết kế là tông màu đen. Mình có thêm một sản phẩm nữa của nhà Edwin này. Mình có cái tác gia chính hãng của thương hiệu ở mặt đằng sau. Mã sản phẩm là D291, chiều dài là 107, bụng là 94, đùi là 30 và ống là 20. Chiếc này sẽ có size là size 37 cho các bác chúng ta lựa chọn. Quý chị nào chúng ta thích những cái dáng quần đơn giản, thứ hai là cái màu sắc nó an toàn, thì các bác lựa cho mình một con quần jean form suông tông màu đen thì các bác chúng ta có thể sử dụng phối chung với tất cả các trang phục khác nhau luôn. Tiếp theo này chúng ta sẽ cùng đến với một sản phẩm nữa
nước của thương hiệu Wrangler. Em này thì form khá là rộng, thường thì những con quần jean Mỹ Power size cũng rất là lớn này. Mã sản phẩm của mình là D292, chiều dài là 110, bụng là 106, đùi là 37 và ống là 23. Chiếc này là size 43. Đó, bác nào chúng ta thường mặc size 43, lựa chọn luôn cho mình cái chiếc này. Một thiết kế chính hãng của nhà Wrangler. Riêng các cái dòng sản phẩm của Wrangler thì các bác không bao giờ phải lo về chất luôn. Em này là một con quần chất dày dặn, lên form dáng chuẩn chỉnh. Có điều là cái chất vải nó sẽ hơi thô một chút. Nếu như mà các bác muốn mặc sang những cái dòng quần jean mềm thì các bác có thể là tham khảo những chiếc khác cho mình. Em này của mình thì sẽ có mã là D292. Tiếp theo chúng ta sẽ đến với một con quần tông màu xanh đậm. Sản phẩm này của mình thì sẽ có thiết kế là túi có họa tiết này. Mã sản phẩm là D293, chiều dài là 108, bụng là 82, đùi là 24 và ống là 19. Size của chiếc này sẽ là size 31. Đây cũng là một con quần form khá là ôm, một cái thiết kế nó basic và nó cũng rất là nhã nhặn lịch sự. Em này thì sẽ phù hợp để các bác chúng ta mặc hàng ngày đi làm. Mã sản phẩm sẽ là D293. Chúng ta sẽ cùng đến với sản phẩm tiếp theo trong tương lai ngày hôm nay. Chiếc này thì đó cũng là một cái sản phẩm quần rất là đẹp này. Mã sản phẩm thì sẽ là D294. Mã sản chiều dài thì sẽ là 89, bụng là 78, đùi là 28 và ống là 14. Về size số thì chiếc này sẽ là size 28. Size 29. Cái mặt đằng sau này của mình cũng là thiết kế túi và bên trên túi nó có cái họa tiết hình thêu. Những con quần như này thì nó rất là chất lượng luôn. Em này của mình về mặt chất liệu thì nó sẽ là một sản phẩm quần jean chất vải dày dặn. Có lẽ là sẽ lại gần một chút để các bác chúng ta coi rõ hơn, cận chất, cận màu cũng như là kỹ hơn các cái chi tiết của sản phẩm. Nó sẽ có những cái thiết kế đường ly như này, đó, tạo cảm giác cho mình cái con quần của mình trông nó rất là thời trang luôn. Mã sản phẩm thì là D294. Với sản phẩm này thì các bác phải mặc lên trên người mới thấy em này là một con quần form dáng lên rất là đẹp luôn. Tiếp theo này thì cùng đến với một sản phẩm của thương hiệu Levi. Em này là một con quần jean Mỹ. Mã sản phẩm là D295, chiều dài là 113, bụng là 100, đùi là 36 và ống là 26. Về size số thì chiếc này của mình có size là size 40, cũng là một con quần có cái size khá là lớn này. Chất liệu thì nó sẽ là cái chất vải jean dày dặn hàng không có giãn. Với những cái sản phẩm này thì các bác cứ yên tâm sử dụng thoải mái cho mình, không bao giờ chất liệu lo cái chất liệu của mình nó bị bay bị nhão luôn. Những cái con quần chất vải dày dặn như này thì cái độ bền của nó sẽ rất là cao. Đó, và mã sản phẩm của mình là D295. Mình đến với sản phẩm tiếp theo. Em này của mình thì sẽ là một thiết kế quần jean tông khá là sáng màu. Chiếc này thì là một sản phẩm du trơn đơn giản cực kỳ basic để các bác chúng ta có thể là sử dụng mình mặc hàng ngày. Mã sản phẩm là D296, chiều dài là 87, bụng là 74, đùi là 26 và ống là 17. Size của chiếc này sẽ là size 27. Và bác nào thường mặc size 27, yêu thích những con quần thiết kế tối giản thôi, nhanh tay chốt đơn cho mình hôm nay. Các bác cứ yên tâm nhận hàng về, quý chị chúng ta cũng sẽ rất là ưng ý cái sản phẩm này luôn. Chúng ta sẽ đến với sản phẩm tiếp theo này, cũng là một con quần thiết kế trơn đơn giản. Em này thì độ mới cực kỳ cao luôn. Mã sản phẩm là D297, chiều dài là 90, bụng là 72, đùi là 28 và ống là 18. Size của chiếc này thì sẽ là size 26. Chiếc này thì độ mới rất là cao nên là hy vọng các bác chúng ta cũng không bỏ lỡ cái chiếc này. Cũng là nằm trong top những con quần rất là đẹp trong phiên live ngày hôm nay luôn. Chất vải thì dày dặn này, là hàng không có giãn. Chúng ta sẽ đến với sản phẩm tiếp theo. Em này thì sẽ là một thiết kế quần tông khá là sáng màu. Mã sản phẩm là D298, với chiều dài là 93, bụng là 88, đùi là 26 và ống là 19. Và size của chiếc này thì sẽ là size 34 cho quý chị chúng ta lựa chọn. Về mặt form dáng thì em này của mình là thiết kế form suông ống đứng này. Cái form này thì nó không bị quá ôm cũng không quá rộng, một cái form dáng rất là vừa vặn để quý chị có thể sử dụng mặc hàng ngày, mặc đi chơi đi làm. Độ mới của chiếc này thì cũng còn rất là cao. Mã sản phẩm là D298. Tiếp theo chúng ta cùng đến với một con quần và thiết kế form suông ống rộng. Em này của mình thì sẽ là chất jean mềm này, nên là các bác chúng ta coi trên live sẽ thấy cái form hơi rủ một chút. Nhưng với sản phẩm này các bác mặc lên trên người thì nó vẫn về form dáng rất là đẹp cho quý chị luôn. Mã sản phẩm là D299, chiều dài là 102, bụng là 96, đùi là 33 và ống là 21. Size số của chiếc này thì sẽ là size 38 này. Mọi cái thông tin của sản phẩm thì quý chị có thể là coi thêm một lần nữa ở phía bên tay trái màn hình của mình. Nhà sản xuất đã ghim lên rất là cẩn thận và đầy đủ cho các bác rồi. Tiếp theo chúng ta cùng đến với một con quần jean cũng là
là một thiết kế tông màu khá là sáng luôn. Em này thì sẽ là form dáng ôm. Mã sản phẩm của mình là D200, mã D300, chiều dài là 104, bụng là 90, đùi là 28 và ống là 16. Size của chiếc này là size 35. Bác nào mặc size 35 lựa chọn ngay cho mình chiếc này. Đây là một con quần dễ mặc, dễ dùng và dễ phối đồ. Chất liệu thì là chất vải chất jean mềm, nhưng mà các bác cứ yên tâm, những con quần này cái độ bền nó sẽ rất là cao cho các bác luôn. Mã sản phẩm là D300. Tiếp theo chúng ta sẽ cùng đến với một sản phẩm nữa của thương hiệu Levi. Em này thì nó sẽ hơi có một vài các cái chi tiết cắt xẻ một chút, cả mặt đằng trước, mặt đằng sau luôn. Và với những cái dòng quần jean Mỹ thì bao giờ cái chất nó sẽ thô hơn một chút so với cả cái sản phẩm jean Nhật này. Mã sản phẩm của mình là D301, chiều dài là 110, bụng là 82, đùi là 32 và ống là 20. Chiếc này thì quý chị nào chúng ta thường mặc size 31 là có thể mặc vừa. Độ mới của em này thì rất là cao, form dáng thì chuẩn chỉnh, quý chị coi trên like thôi đã thấy em này lên form dáng cực chuẩn cho mình rồi. Mã là D301. Và tiếp theo chúng ta cùng đến với một con quần jean tông màu xanh than. Em này thì cũng là một cái sản phẩm có cắt xẻ một chút ở phía mặt đằng trước. Mã sản phẩm thì sẽ là D302, chiều dài là 95, bụng là 84, đùi là 29 và ống là 17. Size của chiếc này là size 32 cho các bác chúng ta lựa chọn. Quý chị có thể sử dụng chiếc này mình mặc hàng ngày, mặc đi chơi phối chung với cả áo polo, áo phông hoặc là mặc với cả áo sơ mi nó cũng vẫn rất là đẹp luôn. Em này của mình thì sẽ có mã là D302, độ mới còn rất là cao. Bác nào yêu thích cũng như vừa bạn với thông số của sản phẩm thì nhanh tay là chốt đơn với nhà sành xinh. Tiếp theo chúng ta cùng đến với một sản phẩm quần jean form suông. Chiếc này cũng là có thiết kế xẻo gối này. Mã sản phẩm là D303, chiều dài là 110, bụng là 90, đùi là 30 và ống là 20. Size của chiếc này sẽ là size 35 cho các bác chúng ta lựa chọn. Chiếc này thì sẽ dành cho quý chị nào chúng ta thích những cái chất vải jean mềm thì các bác chúng ta chúng ta chốt đơn luôn cho mình cái chiếc này. Em này thì mặc hàng ngày, mặc đi chơi đi làm đều rất là ok. Và mã sản phẩm của mình sẽ là D303. Chúng ta sẽ cùng đến với sản phẩm tiếp theo trong tin live ngày hôm nay. Đây là một thiết kế quần jean đến từ thương hiệu Ben Ben Jean. Sản phẩm này thì cũng là một thiết kế có rách ở gối này. Mã sản phẩm là D304, chiều dài là 99, bụng là 88, đùi là 28 và ống là 17. Em này size 34 cho các bác chúng ta lựa chọn. Đây cũng là một con quần jean chất mềm. Cái màu sắc thì rất là trẻ trung và cũng cực kỳ dễ để cho quý chị chúng ta phối đồ. Mình cùng đến với sản phẩm cuối cùng trong phiên ra ngày hôm nay. Em này thì sẽ là một thiết kế quần form là ống loe này. Mã sản phẩm là D305, chiều dài là 98, bụng là 78, đùi là 23 và ống là 21. Size của chiếc này là size 29 cho quý chị chúng ta lựa chọn. Em này thì độ mới cao, chất vải thì dày dặn và là hàng rất là đẹp. Quý chị nào mà yêu thích các form quần ống loe thì chốt đơn nhanh chóng cho mình chiếc này. Mã sản phẩm sẽ là D305 và đây sẽ là sản phẩm cuối cùng kết thúc phiên live ngày hôm nay. Rất vâng, cảm ơn quý chị chúng ta đã theo dõi phiên live ngày hôm nay và hy vọng là quý chị có thể lựa chọn cho mình những sản phẩm mà quý chị chúng ta thật sự yêu thích. Nhà sản xuất sẽ được kính chúc quý chị chúng ta luôn dồi dào sức khỏe, may mắn và thành công trong cuộc sống. Và đừng quên là ủng hộ nhà sản xuất bằng cách nhấn nút đăng ký kênh cũng như là nhấn thêm nút chuông thông báo để khi nhà sản xuất ra clip mới thì chủ động gửi đến cho toàn thể quý chị. Và bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại quý chị ở những phiên live tiếp theo.